Xin kính chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc sách của Lê Hoàng Hải. Hôm nay chúng ta tiếp tục đọc tiếp cuốn Thần Tài Mật Tông và các phương pháp thờ cúng. Bây giờ chúng ta đến tiếp tục đến cái phần giới thiệu về những vị bản tôn. Và vị bản tôn lần này là vị nữ thần tài đặc biệt được ưa chuộng tại Tây Tạng, Tài Nguyên Thiên Mẫu Vatsudara. Hãy xin phép bắt đầu. Tài Nguyên Thiên Mẫu là vị nữ thần là một vị nữ thần tài rất quan trọng đối với Phật giáo Tây Tạng, chuyên quản tiền tài của thế gian. Tài Nguyên Thiên Mẫu vốn dĩ là một vị nữ thần của Ấn Độ cổ đại. Sau khi du nhập vào Phật giáo, được mang rất nhiều tên gọi, đồng thời cũng là mẹ của năm lộ thần tài, có khả năng đem lại tiền tài của cải cho chúng sinh. Truyền thuyết, Tài Nguyên Thiên Mẫu vốn là vị thần sông Ấn Độ. Tên tiếng Phạn của Tài Nguyên Thiên Mẫu là Vasudhara có nghĩa là nữ thần mang báu vật. Trong đó, Vatsu có nghĩa là thiện hoặc bảo, còn Dara có nghĩa là nắm giữ. Trong tiếng Hán, tài nguyên thiên mẫu còn được dịch là tài tục thiên mẫu, chỉ thế thiên nữ, vũ bảo Bồ Tát. Do có nhiều tên gọi nên các kinh điển khác nhau có những giả thiết khác nhau về nguồn gốc của thiên mẫu, bởi vậy thân phận của thần sông Ấn Độ cũng có phần khó xác định. Có nhiều giả thiết, có một truyền thuyết phổ biến hơn cả cho rằng kiếp trước của tài nguyên thiên mẫu là nữ thần sông Hằng Ganga. Bà vốn là nữ thần cõi trời, do thần Brahma, vị thần sáng tạo của Ấn Độ, cho rằng để cứu giúp chúng sinh đau khổ của thế gian, cần dùng dòng sông Hằng của thiên giới để tưới nhuần mặt đất. Bởi vậy, thần Brahma thỉnh cầu thần Shiva cho tổ chức một nhạc hội tại núi Himalaya, nhạc hội vĩ đại nhất, tuyệt diệu nhất trên Thế gian này đã khiến nữ thần Ganga cảm động, tự nguyện hạ phàm đến với nhân gian. Dòng nước sông Hằng đã tách ra từ mái tóc của thần Shiva đến với thế gian và trở thành dòng sông thánh không bao giờ khô cạn, tưới tắm cho vùng đất Ấn Độ mênh mông. Theo như ghi chép trong bản tục, khi Đức Phật Ca Diếp Kashipa còn tại thế, tài nguyên thiên mẫu nhờ công đức bố thí mà đã được tái sinh đến lên đến tầng trời 33. Khi Phật Thích Ca tại thế, tài nguyên thiên mẫu được tái sinh từ trong nước, từ đó chính là thiên nữ sông Hằng và hóa hiện thành một trong 21 vị độ mẫu. Bởi vậy, cúng dường tài nguyên thiên mẫu sẽ đem lại cho người tu hành vô số tiền bạc của cải. Trong du giả tục và vô thượng du giả tục của Phật giáo Tây Tạng, tài nguyên thiên mẫu được coi là Phật mẫu sinh ra năm lộ thần tài, thuộc về bộ như ý kim cương phương nam của Phật Bảo Sinh cũng có thuyết cho rằng tài nguyên thiên mẫu cũng chính là bảo nguyên độ mẫu trong 21 vị độ mẫu. Pháp tướng của tài nguyên thiên mẫu, tài nguyên thiên mẫu có nhiều hình tướng hóa hiện khác nhau, có hình tướng một đầu hai tay, có hình tướng một đầu sáu tay, cũng có khi hóa hiện cùng thần tài dưới hình thức song thân song vận. Hình tướng của tài nguyên thiên mẫu là thân thể màu vàng kim, khoác áo trời, thân trên đeo rất nhiều trang sức, chuỗi hạt châu báu ngồi trong tư thế kiết giả như ý, ăn tọa tại Nguyệt Lân trên tòa sen. Tay phải kết ấn thánh địa, rượu hoặc cầm hoa quả có thể thỏa mãn tất thảy nguyện vọng. Tay trái cầm bông lúa hoặc kết ấn bố thí. Hình tướng hai tay của tài nguyên thiên mẫu Tài nguyên thiên mẫu là một trong những vị bản tôn tài bảo, chuyên quản lý nguồn của cải của thế gian, là Phật mẫu của năm lộ thần tài có thể đem lại cho chúng sinh nhiều châu báu và sự giàu sang. Vatsudara, tức là thiên, Vatsu, gọi là bảo, Dara là nắm giữ, nữ thần nắm giữ báu vật. Đặc điểm thân hình màu vàng kim, trang sức mang nhiều chuỗi châu báu, Pháp khí tay phải cầm bông lúa tượng trưng cho ngũ cốc được mùa, chủ phú no ấm tay phải cầm ngọc như ý để cầu tài tiến bảo, tư thế ngồi trong tư thế Bồ Tát như ý. Liên kết ngoài, kiếp trước của tài nguyên thiên mẫu là nữ thần Sông Hằng Ganga. Sông Hằng là dòng thần thánh trong quan niệm của người Ấn Độ. Theo truyền thuyết, nữ thần Sông Hằng là vợ của thần Siva. trong tạo hình nguyên gốc của tài nguyên thiên mẫu pháp khí cầm trên tay là bông lúa tượng trưng cho nhu ngũ cốc được mùa đem lại sự chủ phú no ấm tạo hình sau này có thêm được viên ngọc như ý bảo bình để tượng trưng cho giàu có lợi ích từ phép tu tài nguyên thiên mẫu nhằm đáp ứng cho các nguyện vọng của chúng sinh tài nguyên thiên mẫu tay kết ấn thí nguyện tượng trưng cho bố thí của cải bố thí pháp bố thí vô úy thường thực thi bố thí ba la mật thành tín tu trì pháp môn của tài nguyên thiên mẫu, chuyên tâm niệm chú, đảnh lễ cúng dường sẽ nhận được sự cảm ứng gia trì của tài nguyên thiên mẫu, khiến người tu hành tiền tài sung túc, tránh được nghèo đói. Sau khi được sự gia trì của tài nguyên thiên mẫu, người tu hành nên đem tiền của bố thí rộng rãi, như vậy sẽ có được thành tựu tương tự như tài nguyên thiên mẫu. Hình tượng sáu tay của tài nguyên thiên mẫu, Hình tượng sáu tay của Tài Nguyên Thiên Mẫu gồm một khuôn mặt với sáu cánh tay, hai chân, thân thể màu vàng kim, ngực nở eo thon, mình mang nhiều chuỗi châu báu, ngồi trong tư thế quốc vương du hí. Ba cánh tay bên phải lần lượt kết ấn thí nguyện, cầm ngọc Như Ý, cầm tràng hạt. Cánh tay trái thứ nhất đặt ngang hông cầm bảo bình, hai cánh tay trái còn lại cầm bông lúa và kinh Phật. Một bông lúa bông lúa là pháp khí trong hình tượng nguyên gốc của tài nguyên thiên mẫu tượng trưng cho ngũ cốc được mùa sung túc ấm no hai là bảo bình bảo bình là sự cung kính đối với phật pháp cũng tượng trưng cho sự giàu có ba là kinh phật tượng trưng cho trí tuệ đây vốn là pháp khí quan trọng của văn thù bồ tát bốn tràng hạt đây là một trong những pháp khí quan trọng của quán thế âm sáu tay Năm ngọc như ý tượng trưng cho cát tường, dùng để cầu hạnh phúc bình an, nạp tài, tiến bảo. Sáu ấn thí nguyện, tay phải kết ấn thí nguyện tượng trưng cho nguyện vọng bố thí cho tín đồ. Thần chú của tài nguyên thiên mẫu, tụng niệm thần chú của tài nguyên thiên mẫu có thể đạt được vô số lợi ích, tiền tài, phúc báo. Thần chú ngắm Basutari Soha, chân ngôn, thần chú tùy tâm. Chaklama Buddhamani Pashiniye Soha, Chân ngôn thần chú dài Basu Darini Steje Soha. Không hiểu sao đây lại thần chú này. Tài nguyên thiên mẫu Vasudara tài bảo phần mẫu thì thần chú của ngài là Om um Darani Soha. Thường thường các Lạt Ma sẽ truyền cái câu chú đó. Om um Soha. Tiếp tục đến vị bản tôn tiếp theo. Phật mẫu ban phát tiền tài thế gian và pháp tài, tài tục mẫu vàng. Tài tục mẫu vàng mang cho người đời tiền tài của cải gồm cả nguồn pháp tài xuất thế gian và của cải thế gian. Tên tiếng tạng của tài tục mẫu vàng là Nok Yung Ma, có thể dịch là Tăng Lộc Thiên Mẫu, Tài Tục Phật Mẫu hay Tài Tục Thiên Mẫu, cũng gọi là một vị bản tôn đem lại của cải giàu sang. Vị Phật Mẫu tài bảo chủ yếu nhất trong bốn mật tục. Trong bốn bộ mật tục, mật tông là sự bộ hành bộ du già vô thượng du già bộ có rất nhiều pháp môn tu cúng thần tài trong đó tài tục phật mẫu chính là vị phật mẫu tài bảo chủ yếu nhất trong bốn mật tục nguồn tiền tài mà phật mẫu ban phát gồm cả pháp tài để tu hành thành phật và nguồn của cải thế gian người thời nay rất coi trọng vật chất tiền tài thậm chí thấy tiền là hoa mắt thế nhưng trong truyền thống phật giáo ấn độ cổ đại lại mang quan niệm hoàn toàn ngược lại tại Ấn Độ cổ đại trình tự tu hành tiêu chuẩn là trước hết tu trì giáo pháp trường thọ của Bạch Độ Mẫu, Phật Vô Lượng Thọ, tiếp theo tu phép tăng ích trí tuệ của diệu âm mẫu hoặc văn thù bồ tát sau khi đã tăng trưởng trí tuệ thành công mới chuyển sang tu giáo pháp thần tài sở dĩ lập gia trình tự này không phải là do tham sống sợ chết mà là đảm bảo cho bản thân có tuổi thọ đủ dài để học tập và tu trì họ tu giáo pháp thần tài cũng không phải nhằm mục đích phát tài hưởng lạc mà nhằm có đủ vốn liếng và điều kiện để cúng dường và bố thí phần tiếp theo pháp tướng của tài tục mẫu vàng tài tục mẫu vàng có nhiều dạng tướng, trong đó phổ biến nhất là hình tượng một đầu hai tay với thân thể màu vàng, tay phải kết ấn thí nguyện. Kết ấn thí thắng, tay trái cầm bảo bình chứa đầy bông lúa và châu báu, mình mặc áo màu xanh lam, quàng khăn màu trắng và xiêm y nhiều màu, đem nhiều châu báu ngồi trên nguyệt luân tỏa sen trong tư thế kiết già kim cương. Lợi ích từ việc tu trì Mật Tông nhận định rằng dòng họ cao quý, sắc tướng đa đoan nghiêm, trưởng thọ không bệnh tật, được yêu mến, giàu có, trí tuệ vĩ đại là bảy loại tài sản quý báu của người và trời, được gọi là nhân thiên thất tài hoặc nhân thiên thất đức. Trong tu trì Phật Pháp, cần phải có đủ sáu ba la mật, paramita hay độ, trong đó bố thí ba la mật chính là nội dung tu luyện căn bản nhất và cũng là quan trọng nhất trong nguồn tư lương thế gian và xuất thế gian. Trong kinh Phật có viết rằng tu trì giáo pháp của Tài Tục Phật mẫu có thể trừ bỏ được cái tâm lười nhác, chướng ngại và rối loạn của người tu hành, đem lại người tu hành nguồn của cải thế gian cùng phúc đức trí tuệ vô lượng, tăng trưởng công đức, giới, định tuệ, đoạn trừ khí tập phiền não của chúng sinh, dẫn dắt họ đến với cảnh giới Phật viên mãn tối thượng pháp tướng và nghi quỹ tu trì của tài tục mẫu vàng. Tài tục mẫu là vị Phật mẫu tài bảo quan trọng nhất trong bốn bộ tục mật tông, có khả năng ban phát nguồn của cải thế gian và nguồn pháp tài để tu hành thành Phật. Pháp tướng của tài tục mẫu vàng, đặc điểm, thân hình màu vàng, y phục mình mặc áo, màu xanh lam, khoác dài khăn trắng và xiêm y nhiều màu pháp khí tay trái cầm bảo bình chứa đầy bông lúa và châu báu tượng trưng cho nguồn tư lương trí tuệ thành phật có được từ sự bố thí rộng rãi tư thế ngồi kết giả kim cương thủ ấn tay phải kết ấn thí thắng ngụ ý đem lại cho chúng sinh tiền tài và thành tựu nghi quỹ tu trì chuẩn bị trước khi tu trì cần phải hình thành quan niệm cầu tài để làm lợi lạc cho chúng sinh bài kệ trong chính hành sau đó chúng ta cần tụng niệm bài kệ phát tâm quy y trong nghi quỹ ít nhất là ba lần người tu hành quy y cho đến khi thành chính giác chính pháp của phật đà cũng như chư vị thánh tăng do tu luyện các phép tu trì bố thí nguyện chứng ngộ cảnh giới phật phổ độ chúng sinh quán tưởng bản tôn trước khi tụng niệm bài văn tán tụng cần phải quán tưởng hình ảnh thân bản tôn hiển hiện trước bầu không gian trước mặt tụng niệm bài kệ tán tụng thiện nghiệp bố thí lớn lao, tựa bể đã tích lũy được, chứng được trường thọ giàu sang và uy đức, dáng hạ mưa báu cho người tu trì, con xin kính lễ trước người tăng lộc thiên mẫu. Sau cùng, quán tưởng thần bản tôn hóa thành ánh sáng hòa tan vào cơ thể mình, kết hành tụng niệm bài văn hồi hướng. Trong nghi quỹ, quán tưởng, quán tưởng từ bảo bình trên tay bản tôn phát ra luồng ánh sáng màu vàng, chiếu khắp muôn phương, toàn bộ của cải châu báu trong vũ trụ đều được thu hút vào trong bảo bình, niệm chú sau khi quán tưởng bản tôn. Và tụng niệm bài văn tán tụng tiến hành niệm chú Basudarini Soha. À, cái này hay như hay đã bị đọc ngược đấy phải chuẩn bị này bài kệ chính hành này quán tưởng bản tôn này tụng bài văn tán tụng xong niệm chú này xong quán tưởng này, xong kết hành xong rồi sau cùng là mới hồi hướng thì đánh nghĩa là phải đọc theo cái hướng này thì hãy đi đọc như này xong lại đọc như này chúng ta tiếp đến vị bản tôn tiếp theo đem lại sự giàu có và tài hùng biện diệu âm thiên nữ sarawati diệu âm thiên nữ vốn là nữ thần nghệ thuật của ấn độ cổ đại cai quản học vấn, tài hùng biện, âm nhạc và phúc đức, có thể gia trì cho chúng sinh có được tài hùng biện và cuộc sống giàu có sung túc. Diệu âm thiên nữ tiếng Phạn là Sarawati hoặc Sarawati Devi, vốn có nghĩa là nguồn nước tràn trề, còn được dịch ý là diệu âm thiên, mỹ âm thiên, diệu âm Phật mẫu, đại diệu âm thiên nữ hoặc đại diệu âm thiên nữ thần, là vị nữ thần cai quản học vấn, tài hùng biện, âm nhạc và phúc đức tương truyền bà là chị gái của Diêm La Vương. Do bà thông minh xinh đẹp, có giọng nói thánh thót, lôi cuốn, có tài ca hát, giỏi hùng biện, khéo ăn nói, khéo giảng giải các đạo lý trong kinh điển, thu hút được rất nhiều người nghe nên mới có tên là Diệu Âm Thiên Nữ. Trong mật tông Tây Tạng, Diệu Âm Thiên thường được thể hiện dưới hình tượng nữ thần, nhưng cũng có kinh điển cho rằng Diệu Âm Thiên là nam thần. Tiếp theo, thân thể của Diệu Âm Thiên Nữ ngay từ thời đại phệ đà veda của ấn độ cổ đại khi chưa có tên gọi diệu âm thiên nữ vị nữ thần này đã được người đời hết sức tôn sùng khi đó nữ thần còn là thủy thần của một con sông bắt nguồn từ dãy himalaya chảy về phía tây đi qua lãnh thổ của người akyan nữ thần có khả năng tịnh hóa phồn thực và bồi đắp tại quá trình diễn tiến sau đó trong tác phẩm sử thi nổi tiếng mahabharata Nữ thần được cho là người phát minh ra chữ Phạn và trở thành nữ thần của ngôn ngữ. Theo thần thoại của Ấn Độ, nữ thần được sinh ra từ ngón cái trên bàn tay trái của thần Brahma, Phạm Thiên, một trong ba đại thần của Ấn Độ và về sau trở thành vợ của thần Brahma. Do sở hữu giọng nói thánh thót dịu dàng nên Diệu Âm Thiên Nữ đã trở thành vị thần âm nhạc, về sau tiếp tục diễn biến thành vị thần cai quản trí tuệ học vấn, tài hùng biện. Sau này, diệu âm thiên nữ được Phật giáo dung nạp làm bản tôn của Phật giáo. Cúng dường vị thần này sẽ có được phúc báo và trí tuệ, nên diệu âm thiên nữ rất được coi trọng trong Phật giáo Tây Tạng. Vị bản tôn cai quản ngôn ngữ và tài hùng biện Diệu âm thiên nữ cai quản tiếng Phạn có thể ban phát trí tuệ, tài năng văn học và nghệ thuật. Những người theo nghiệp nghệ thuật, văn học, sáng tác, âm nhạc, hoặc học hành nếu tu trì theo giáo pháp của vị bản tôn này sẽ nhận được sự trợ giúp rất lớn dẫu rằng có thể giúp trí tuệ phát triển nhanh chóng nhưng tu luyện giáo pháp này cũng cần phải tuân thủ những giới luật nghiêm ngặt của mật tông nếu không sẽ nhanh chóng mất hiệu lực nếu muốn có được trí tuệ tối thượng cần phải thành tâm tu trì giáo pháp bản tôn của diệu âm thiên nữ sẽ nhanh chóng được tăng cường trí tuệ phúc đức thậm chí tiền tài danh lợi đều cầu được ước thấy giải thoát khỏi phiền não sinh tử Diệu âm thiên nữ, nữ thần văn nghệ và thần tài. Diệu âm thiên nữ cai quản ngôn ngữ, thơ ca và âm nhạc, là thần bảo hộ cho nghệ thuật và khoa học, đồng thời cũng là nữ thần trí tuệ và hùng biện, tu trì theo giáo pháp bản tôn của diệu âm thiên nữ sẽ có được phúc đức trí tuệ và tiền tài. Đặc điểm hình tướng một đầu hai tay, hình tướng an tĩnh, mình khoác nhiều chuỗi vàng. Vật tùy thân, đàn vết nát, đàn vết nát là đàn tỳ bà đó chủng tự của ngài diệu âm thiên nữ chân ngôn nama samanta buddhanam saravati swaha nama saravati maha deviye swaha um maha deva puta hastaye swaha Hình tượng của diệu âm thiên nữ Hình tượng thường gặp của diệu âm thiên nữ là tay gầy đàn, tượng trưng cho tài âm nhạc ca hát. Trong Kinh Phật cũng viết bà có 8 cánh tay, lần lượt cầm cung, cung tên, đao, giáo, búa, chùy pháp luân và thòng lọng. Trong tranh thang ca, diệu âm thiên nữ thường có hai dạng tạo hình. Tạo hình thứ nhất là ở trong tư thế đứng, gồm 6 cánh tay, lần lượt cầm đao, kèn xương ấm cung, tên, diều, chùy kim cương, tượng trưng cho trí tuệ và quyền lực của diệu âm thiên nữ có thể thành tựu cho người mọi nguyện vọng của chúng sinh. Tạo hình thứ hai gồm hai tay đang gầy đàn Vesnat tương tự như đàn tỳ bà. Giáo pháp kim cương thiên nữ Giáo pháp kim cương diệu âm thiên nữ có bản tôn tu luyện là diệu âm thiên nữ với hình tướng sáu tay. Người tu hành nếu thành tâm tu luyện có thể nâng cao trí tuệ, tài hùng biện, trở nên giàu có, tích lũy thêm nhiều công đức. Diệu âm thiên nữ tám tay có tạo hình là thiên nữ với búi tóc cuốn cao, dung mạo trang nghiêm, tỏa hào quang trí tuệ. Tám cánh tay của thiên nữ lần lượt cầm cung, tên, đao, giáo dài, dìu, chùy pháp luân và thòng lọng, đứng trên đài sen tám cánh màu xanh. Sau đây là các bước tu trì của giáo pháp kim cương diệu âm thiên nữ. 1. Sắp xếp đàn thành, phần trên cùng của đàn thành đặt tam bảo như lai phần giữa là tứ đại thiên vương tầng cuối cùng là diệu âm thiên nữ hoặc tầng trên cùng là tam bảo như lai tầng giữa là thần indra đế thích thiên bên phải và bên trái là tứ đại thiên vương biện tài thiên nữ ở chính giữa mỗi lần cúng bái trước hết phải kính lễ tam bảo rồi đến tứ đại thiên vương sau cùng là diệu âm thiên nữ bốn góc đàn thành đặt bốn cửa bên cánh cửa vẽ hình bốn đạo bốn đạo đồng trên tay cầm bình nước sạch giữa đàn thành đốt hương hương phải cháy liên tục không được gián đoạn mở nhạc tán tụng bốn phía có bốn cây lọng trên có viết đại biện thần dụng tự tại quang khiết danh thiên nữ đồ ăn hoặc sữa được đựng trong những dụng cụ bằng vàng bạc sạch sẽ dùng làm đồ cúng dường trong đàn thành có đặt gương dao sắc tên mỗi loại gồm bốn cái 2. kết giới lấy một chén nước dâng lên trước diệu âm thiên nữ, niệm chú sau đó vẩy chén nước khắp bốn phía của đàn thành. Như vậy mật đàn đã được kết giới. Ba, Kết ấn, kết thủ ấn của diệu âm thiên nữ với bàn tay phải ngửa lên, bàn tay phải bàn tay trái ngửa lên, bàn tay phải úp xuống, đặt hai bàn tay trước ngực, cách nhau chừng 6 tấc. Ngón cái và ngón trỏ của bàn tay phải tì vào nhau tạo thành một vòng tròn, ba ngón còn lại duỗi thẳng. 4. Tụng niệm diệu âm thiên nữ trí tuệ tối thượng, cầu kiến, thân trời đều tọa nguyện, tịnh y, tịnh xứ, tịnh cúng dường, hiểu thấu, trúng luận, biện pháp nghĩa, diệu pháp vô cùng bất tư nghì. 5. Quán tưởng, quán tưởng về hình tượng diệu âm thiên nữ tám tay. 6. Thần chú tổng trì, người tu hồng hành cần học thuộc câu thần chú này, mỗi lần tụng niệm 37 lần, cần niệm thành tiếng. giáo pháp kim cương của diệu âm thiên nữ. Bản tôn của giáo pháp này là diệu âm thiên nữ với hình tướng tám tay. Người tu hành nếu thành tâm tu trì sẽ có được trí tuệ và tài hùng biện. Mặt khác, giáo pháp này cũng đem lại cuộc sống sung túc và tích lũy thêm nhiều công đức. Cung điện cõi trời, ở đây, phát triển trí tuệ và tài hùng biện. Diệu âm thiên nữ tám tay, cuộc sống sung túc đầy đủ. Muốn thông minh giàu có cần tuân thủ giới luật. Nếu muốn có được trí thông minh tối thượng nên tu chỉ giáo pháp bản tôn của diệu âm thiên nữ. Giáo pháp này không những giúp người tu hành có được trí thông minh và nhiều phúc đức mà còn có thể đem lại tiền tài danh vọng, thậm chí giải thoát khỏi phiền não sống chết. Thế nhưng khi tu luyện giáo pháp này cần phải tuân thủ nghiêm ngặt giới luật mật tông nếu không sẽ vô hiệu. Chúng ta tiếp đến vị bản tôn tiếp theo. Mang đại đức của Phật Bảo Sinh, Ái Nhiễm Minh Vương Amtar Kundali. Ái Nhiễm Minh Vương là một vị bản tôn tài bảo của mật tông, đặc biệt phổ biến trong đông mật mật tông Nhật Bản. Dưới tòa sen của Minh Vương có một bảo bình không ngừng tuôn chảy ra vàng bạc châu báu vô tận, tượng trưng cho tài bảo vô lượng. Ái nhiễm minh vương tên tiếng Phạm là Raka Raya, là một vị bản tôn tài bảo của Mật Tông. Ái nhiễm tức đam mê lục trần sắc, thanh hương vị xúc pháp. Ngụ ý tham luyến quá độ sẽ khó dứt bỏ. Nhưng trong mật pháp, từ ái nhiễm lại mang ngụ ý rằng ái dục tham nhiễm đều là tâm bồ đề thanh tịnh. Bởi vậy, ái nhiễm minh vương lại trở thành một vị minh vương chuyên chuyển hóa ái dục tạp nhiễm thành bồ đề thanh tịnh. Mặt khác, Tên gọi của Ái Nhiễm Minh Vương trong tiếng Phạn còn có nghĩa là màu đỏ sẫm, nên vị Minh Vương này toàn thân mang sắc đỏ, tượng trưng cho lòng từ ái. Minh Vương thường được coi là vị chủ tôn tu luyện trong các phép tăng ích tiền tài và kính ái. Phép tăng ích kính ái và cầu tài. Pháp môn của Ái Nhiễm Minh Vương chủ yếu được dùng để hàng phục kẻ thù, khiến người khác yêu kính, cầu tài cầu phúc, trong đó quan trọng nhất là phép cầu kính ái. Trong Kim Cương Phong Lâu Các, thiết du già du thị kinh có viết dưới tòa sen của ái nhiễm minh vương có bảo bình không ngừng tuôn chảy ra vàng bạc châu báu vô tận cũng có kinh văn ghi rằng tu chỉ giáo pháp của ái nhiễm minh vương có thể tăng ích cho mọi phúc đức khiến bốn loại sự nghiệp nhanh chóng viên mãn Ái Nhiễm Minh Vương là một hóa thân của Kim Cương Tát Đỏa, mà Kim Cương Tát Đỏa lại là một hóa thân của Đại Nhật Như Lai, bởi vậy nên pháp lực của giáo pháp Ái Nhiễm Minh Vương là rất lớn. Đây là giáo pháp thành tựu chóng vánh nhất của mật tông, bởi vậy nếu ai nếu nhận Ái Nhiễm Minh Vương làm bản tôn tu luyện sẽ có được phúc đức vô lượng, nhanh chóng trở nên giàu có. Pháp tướng của Ái Nhiễm Minh Vương. Ái Nhiễm Minh Vương có thân người màu đỏ sẫm, gồm một đầu ba mắt sáu tay thường mang hình tướng phẫn nộ, đầu đội mũ sư tử tượng trưng cho sự hàng phục hết thảy chớ ngại. Trên mũ sư tử đặt một móc câu năm nhánh, năm nhánh tượng trưng cho năm loại trí tuệ bẩm sinh, móc câu tượng trưng cho phép câu triệu. Hình tướng phẫn nộ tượng trưng cho sự hàng phục những người phản bội Bồ đề ta. Phản bội Bồ đề, thân mình màu đỏ tượng trưng cho sự yêu kính, tử bi, cánh tay phải thứ nhất cầm chùy kim cương, cánh tay trái đặt gần thắt lưng cầm chuông kim cương, chuông và chày tượng trưng cho phép tức diệt. Đôi tay thứ hai cầm cung và tên trong tư thế bắn, tượng trưng cho sự nắm giữ, thể tính như lai vốn có trong mỗi chúng sinh. Cánh tay phải thứ ba cầm hoa sen, cánh tay trái thứ ba kết, ấm kim, kết ấn kim cương quyền, tượng trưng cho sự hàng phục đối với chúng sinh mê lầm, độc ác. Minh Vương ngồi kiết già trên tòa sen màu đỏ, dưới tòa sen là bảo bình không ngừng tuôn chảy châu báu vô lượng, tượng trưng cho phép tăng ích. Ái nhiễm minh vương này là được thực hành ở trong tu viện lung ngon ngoài hung ca đó quý vị. Ái nhiễm minh vương. Pháp môn của ái nhiễm minh vương có tác dụng hàng phục kẻ thù, thu hút sự yêu kính của mọi người và cầu tài, cầu phúc. Đặc điểm. Thân hình màu đỏ với một khuôn mặt, ba mắt và sáu cánh tay. Mũ đầu đội mũ sư tử. Tượng trưng cho hàng phục tất thảy chướng ngại tự tại không sợ hãi. Pháp khí tay phải cầm chùy năm nhánh, tay trái cầm chùy kim cương và chuông kim cương chuông và chùy tượng trưng cho tức diệt hai tay hai tay số 3 và số 4 cầm tên kim cương cung kim cương ngụ ý nắm giữ bản tính như lai bẩm sinh của mỗi chúng sinh tay số 6 cầm đầu Brahma Phạm Thiên tượng trưng cho sự vô minh của chúng sinh tay thứ hai dơ cao một đóa sen như trực đánh, ngụ ý hàng phục mọi chúng sinh mê lầm, độc ác, tượng trưng cho phép hàng phục, tư thế ngồi kiết già trên tòa sen màu đỏ. Ái nhiễm minh vương trùng tự và chân ngôn Ô Maharaga Vai Krod Nisa Vandra Satwa Ya Hum Um Hum Swaha Thì trong cái cuốn đó, trong cái cuốn uh trong cái video mà Hải đọc về những cái bức thang ca trong tu viện Lung Ngon ấy tại Golok ấy thì anh nhị có ánh nhiễm minh vương ở trong đó Amrita Kundali đó. Amrita Kundali vị minh vương rất là nổi tiếng này có màu đỏ rực Cam Lồ Minh Vương này Chúng ta tiếp Mang đại đức của Phật Bảo Sinh Cam Lồ Minh Vương Amrta Kundali Cam Lồ Minh Vương dùng nước suối Cam Lồ gột rửa tâm linh của chúng sinh Giúp chúng sinh có thêm nhiều của cải Hàng phục thù địch dẹp yên tai nạn Cam Lồ Minh Vương Tên tiếng Phạn là Amrta Kundali Có nghĩa là bình nước Cam Lồ Còn được gọi là Cát Lý Minh Vương Đại Minh Vương Cam Lồ Tôn Quân Trả Lợi Minh Vương Quân Trả Lợi Bồ Tát là một trong năm đại minh vương của Mật Tông. Trong Mandala Kim Cương Giới, Cam Lồ Minh Vương mang hình tướng phẫn nộ, do Phật Bảo Sinh Phương Nam hóa hiện ra, mang công đức tăng ích tiền tài của Phật Bảo Sinh, là một trong những vị bản tôn tài bảo của Mật Tông. Khi xuất hiện dưới hình tượng phẫn nộ trông giống như thần dạ xoa, nên còn được gọi là quân trả lợi dạ xoa Minh Vương, ngoài ra cũng có nơi gọi là Đại Tiếu Minh Vương. Nước tịnh cam lồ giúp chúng sinh tích tụ phúc đức. Nhìn vào tạo hình của cam lồ Minh Vương, ta có thể thấy rằng trên người của Minh Vương có rất nhiều trang sức hình rắn. Chúng tượng trưng cho nguồn gốc năng lượng, như con hỏa xà đang ngủ sâu trong luân xa của cơ thể. Cam lồ Minh Vương có khả năng phá tan mọi ma chướng, đem lại nguồn nước cam lồ thanh tịnh để hột rửa tâm linh chúng sinh, giúp chúng sinh nhanh chóng tích lũy phúc đức trí tuệ, đạt được pháp thân thanh tịnh viên mãn pháp môn cam lồ minh vương thường được sử dụng trong hàng phục tức diệt tăng ích trong tây phương đà rani tạng trung kim cương tộc a mật lý đa cam lồ pháp có viết nếu muốn tu trì giáo pháp này để được giàu sang có thêm nhiều vàng bạc châu báu hãy đốt một nhánh củi nhỏ rồi đốt bột vàng bột bạc sẽ được giàu sang ban pháp uy đức cho tất cả mọi người sẽ được tất cả của cải Hàng ngày nếu người tu hành dâng cúng một chút đồ ăn trước khi dùng bữa và tụng niệm tâm chú của Cam lồ Minh Vương 7 lần sẽ nhận được sự gia trì của Minh Vương. Ngoài ra chân ngôn Cam lồ còn thường được sử dụng để bổ trợ cho các pháp môn tu trì khác. Pháp tướng của Cam lồ Minh Vương. Tạo hình thường gặp của Cam lồ Minh Vương là hình tướng một đầu tám cánh tay hoặc bốn đầu bốn tay ở hình tướng một đầu tám tay, chân phải hơi dơ lên như trực đạp xuống, đôi tay ở giữa bắt chéo trước ngực, duỗi thẳng các ngón trỏ. Ngón giữa, ngón áp út, ngón cái tì vào ngón út. Ấn tướng này là tư thế tiêu biểu của cam lồ minh vương, thể hiện thần uy mãnh liệt. Những cánh tay còn lại cầm các pháp khí như chùy kim cương, luân sa, đinh ba, ngụ ý dùng pháp lực uy nghiêm để khu trừ mọi chướng ngại. Theo như ghi chép trong cam lồ nghi quỹ, bốn khuôn mặt và bốn cánh tay của cam lồ minh vương tượng trưng cho bốn phép tức diệt, hàng phục, kính ái và tăng ích. Cũng có thuyết cho rằng chúng được tượng trưng cho bốn phiền não căn bản là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Minh vương có thân hình màu hoa sen xanh đứng trên tảng đá lớn. Cam lồ minh vương Cam Lồ Minh Vương là một vị bản tôn tài bảo của Mật Tông, là một trong ngũ đại Minh Vương của Mật Tông. Cam Lồ Minh Vương dùng nước suối Cam Lồ để gột rửa tâm linh cho chúng sinh, giúp chúng sinh nhanh chóng tích lũy phúc đức trí tuệ, nạp tài tiến bảo, hàng phục, kẻ địch. Cam Lồ tượng trưng cho tính không, cũng là một loại thần dược có thể đem lại sự trường sinh bất tử, phú quý giàu sang. đặc điểm thân hình mang hình tướng phẫn nộ, tóc đỏ bay ngược, lông mày đỏ rực như lửa, nhe răng uốn lưỡi, ba con mắt trợn trừng giận dữ. Y phục, hai tay khoác tấm khăn làm bằng da voi, lưng quàng chiếc xiêm làm từ da hổ báo. Pháp khí tay vung chiếc chùy kim cương, tư thế ngồi kiết già trên tòa sen màu đỏ, chân dẫm lên những kẻ thù của Phật Pháp. Cam lộ minh vương trùng tự và chân ngôn Namaratnachajaya Namo Akchanda Maha Vandra Karodaya Um Huru 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 Tista Tista Banda Banda Hana Hana Hum Bây giờ chúng ta đã đến chương số 7 Bảo hộ tín đồ hưởng thiện tài, thần tài hộ pháp trong chương này, chúng tôi sẽ giới thiệu về những vị thần tài hộ Pháp do chư Phật Bồ Tát hóa hiện thành. Thần hộ Pháp, tiếng Phạ là Dharma Pala, trong đó Dharma có nghĩa là Phật Pháp, Pala có nghĩa là bảo hộ. Nên xét về tên gọi, đây là những vị thần bảo vệ Phật Pháp. Các vị thần hộ pháp phần nhiều đều mang hình tướng phẫn nộ, nhưng thực chất đều mang cái tâm bồ tát từ bi. Hình tướng phẫn nộ của họ chỉ sử dụng để khu trừ những chướng ngại gây ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng sinh. Mặt khác, có rất nhiều vị thần hộ pháp ngoài nhiệm vụ bảo vệ Phật Pháp còn có khả năng tăng ích đem lại tiền tài phúc đức cho tín đồ. Họ, chứng là, họ chính là những vị thần tài hộ pháp của Mật Tông, Tây Tạng. Trong số này, quan trọng nhất là thần tài hộ pháp, năm lộ thần tài, Mahakala Trắng và thần tài đầu voi. những vị thần hộ pháp quan trọng nhất. Tứ Đại Thiên Vương Tứ Đại Thiên Vương là những vị thần hộ pháp, Phật giáo có mối quan hệ mật thiết nhất đối với nhân gian. Họ có thể nguyện bảo vệ các chúng sinh trên thế giới, giúp họ được an cư lạc nghiệp của cải sung túc, phúc đức dồi dào, đi theo chính pháp, nên họ cũng đồng thời là những vị thần tài hộ pháp rất quan trọng. Tứ Đại Thiên Vương, tên tiếng Phạm là Kasvaras Baha Rajika, là bốn vị thần hộ pháp nổi tiếng của phật giáo họ gồm trì quốc thiên vương dritara tra ở phương đông tăng trưởng thiên vương virudaka ở phương nam quảng mục thiên vương virapakasa ở phương tây và đa văn thiên vương hay còn gọi là tỳ thiên vương vai ở phương bắc họ còn được gọi là tứ thiên vương hay Tứ Đại Kim Cương Hộ Thế Thiên. Nhiệm vụ của họ là bảo hộ cho Phật Pháp tại cõi dục giới, nơi chúng ta đang cư trú, đồng thời cũng là những vị thần tài hộ Pháp rất quan trọng. Tam giới 28 tầng trời Phật giáo phân chia vũ trụ thành tam giới là dục giới Cạp Mạc Đa sắc giới Rupa Đa và vô sắc giới Arupa Đa tất cả chúng sinh trên thế gian đều luân hồi không ngừng nghỉ trong tam giới. Chỉ đến khi đạt đến cảnh giới Niết Bàn thành Phật mới có thể thoát ly tam giới, không còn phải chịu nỗi khổ luân hồi. Trong tam giới, dục giới là cõi thấp nhất, chúng sinh cõi địa ngục, quỷ đói, súc sinh, atula người và một phần thiên thần đều cư trú tại dục giới. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới tổng cộng có 28 tầng trời trong đó dục giới chỉ có 6 tầng trời, tức lục dục thiên. Trong đó, tầng trời thứ nhất chính là nơi cư trú của tứ đại thiên vương, nên được gọi là trời tứ thiên vương. Chatu Mahajika, bốn vị thiên vương cai quản tầng trời thứ nhất của cõi dục giới, cư trú tại tầng trời đó cùng với gia quyến của mình. Tứ đại thiên vương Phía đông là trì quốc thiên vương Drita Ratra, còn gọi là trì quốc là vị thiên vương dùng lòng từ bi để vào bảo vệ chúng sinh, gìn giữ lãnh thổ. Chỉ quốc thiên vương toàn thân màu trắng, mình mặc giáp trụ, tay cầm đàn tỳ bà, là vị thần chủ về âm nhạc, dùng âm nhạc để khiến chúng sinh quy y Phật Pháp. Chỉ quốc thiên vương cai quản Đông Thắng Thần Châu, là vị thiên vương thứ tư trong 20 vị thiên thần. Phía Nam là tăng trưởng thiên vương Virudaka, là vị thiên vương này có khả năng tăng trưởng căn thiện, bảo hộ Phật Pháp nên mới có tên gọi này. Tăng trưởng thiên vương toàn thân màu xanh, mình mặc giáp trụ, tay cầm bảo kiếm, bảo vệ Phật Pháp không bị xâm phạm. Cai quản Nam Thiện Bộ Châu là vị thiên vương thứ 5 trong 20 vị trời. Phía Tây là Quảng Mục Thiên Vương, Virapakasa, còn gọi là Quảng Mục Nhìn Rộng. Vì thiên vương có thể dùng thiên nhãn thanh tịnh để quan sát toàn bộ thế giới, che chở cho chúng sinh, quảng mục thiên vương toàn thân màu đỏ mình mặc giáp trụ là lãnh tụ của loài rồng nên trên tay thiên vương có con rồng đỏ hoặc sợi dây đỏ quấn quanh khi bắt gặp người nào không tin tưởng phật pháp thiên vương sẽ dùng thòng lọng bắt ấn khiến họ quy y phật pháp quảng mục thiên vương cai quản tây nghiêu hóa châu là vị thiên vương thứ tư trong hai mươi vị trời Phía Bắc là Đa Văn Thiên Vương Tỷ Sa Môn Vaisravana, sở dĩ có tên là Đa Văn, tức là nghe nhiều do Thiên Vương nổi tiếng khắp bốn phương nhờ phúc đức. Đa Văn Thiên Vương toàn thân màu xanh lá, mình mặc giáp trụ, tay phải cầm dù báu hoặc thòng lọng báu, tay trái giữ chuột thần, tức chuột bạc, có thể chế phục tà ma, bảo vệ cuộc sống cho nhân dân. Ông còn được gọi là Thí Tài Vương, là vị thần tài của Ấn Độ cổ đại, cai quản Bắc Câu Lô Châu, cũng là vị thiên vương thứ ba trong 20 vị thiên thần. Vào đời nhà đường, tín ngưỡng tỷ sa môn thiên vương cực kỳ hưng thịnh, cho đến đời nhà nguyên mới dần dần suy thoái để thay bằng vị thần bản địa Trung Hoa là Thác Thác, Thác Tháp Lý Thiên Vương. Trong bốn vị thiên vương, tín đồ của Đa Văn Thiên Vương cũng là đông đảo nhất. Một ngày đêm tại trời tứ thiên vương tương đương với 50 năm của nhân gian, tuổi thọ của họ tương đương với hơn 90 triệu năm tuổi của con người, khi họ mới chào đời thân hình đã tương đương với đứa trẻ 5 tuổi. Trong thần thoại phong thần diễn nghĩa, Tứ đại thiên vương đã bị hán hóa, được coi là bốn vị thần cai quản mưa thuận gió hòa. Tiếp theo, nơi cư trú của Tứ đại thiên vương. Theo như ghi chép trong kinh Phật, Tứ đại thiên vương cư trú tại bốn góc đông tây nam bắc tại lưng núi Tu Di. Mỗi người cai quản một thế giới, tức bốn đại bộ châu theo truyền thuyết của Phật giáo, bởi vậy Tứ Đại Thiên Vương còn được gọi là hộ thế Tứ Đại Thiên Vương hoặc hộ thế vương. Trong truyền, Tương Truyền núi Tu Di được tạo thành từ bốn báu vật nên còn gọi là núi Tứ Bảo, với phần phía đông bằng vàng, phần phía nam là lưu ly, li, phần phía tây là bạc trắng, phần phía bắc là mã não, tượng trưng cho nguồn tiền tài phúc đức vô tận vô cùng của Tứ Đại Thiên Vương. Nơi cư trú của tứ đại Thiên Vương cùng gia quyến của họ được phân chia như sau. Chỉ Quốc Thiên Vương ở phương Đông cư trú tại thành Hiền Thượng, Sườn Vàng, cầm đầu chúng quỷ hai bộ Gandarava, Putana bảo vệ bộ châu phía Đông, Đông và các bộ châu khác. Tăng trưởng Thiên Vương phương Nam cư trú tại thành thiện kiến sườn lưu ly cầm đầu các quỷ thần hai bộ kumbanda preta bảo vệ bộ châu phía nam và các bộ châu khác quảng mục thiên vương phương tây cư trú tại thành chu la thiện kiến sườn bạc cầm đầu chúng hai bộ rồng naga pisacha bảo vệ bộ châu phía tây và các bộ châu khác đa văn thiên vương phương bắc cư trú tại ba thành khả úy thiên kinh chúng quy sườn pha lê cầm đầu chúng quỷ hai bộ dạ xoa yaksa la sát raksasa bảo vệ bộ châu phía bắc và các bộ châu khác pháp môn cầu tài như ý của tứ đại thiên vương trong kinh phật có ghi chép về giáo pháp tăng ích cầu tài của tứ đại thiên vương nếu muốn cầu xin tiền tài của cải điều trị bệnh tật có thể cầu nguyện tứ đại thiên vương khi tu luyện người tu hành ngồi ở hướng nam mặt quay về hướng bắc cầu nguyện tứ đại thiên vương đốt hương cúng dường tụng niệm tâm chú tứ đại thiên vương om um jambala Swaha, mỗi ngày đều thành tâm tụng niệm hoặc tụng niệm đủ 10 vạn lần. Tam giới, 28 tầng trời Tam giới là một thuật ngữ rất quan trọng trong Phật giáo, tức chỉ chung ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tam giới có tổng cộng 28 tầng trời, có thể quy nạp về hai loại là hữu tình giới, gồm những sinh vật có chi giác tình cảm, và khí thế giới nơi cư trú trong đó hữu tình hữu tình giới là chủ thể tam giới được hình thành dựa trên sự khác nhau về quả báo sướng khổ, sắc vô sắc được hình thành từ nghiệp thiện ác và trình độ tu hành của các loài hữu tình. Chúng ta đi từ dưới lên này. Tầng trời Tứ Thiên Vương nơi cư trú của Tứ Đại Thiên Vương là tầng trời đầu tiên của cõi dục giới. Do là tầng trời đầu tiên của 28 tầng trời gần gũi với chúng sinh nhất, nên Tứ Đại Thiên Vương cũng có mối quan hệ thân thiết nhất đối với con người. Ở đây họ ghi là núi thiết vi, núi thiết vi luôn xa lửa, luôn xa nước, luôn xa gió, luôn xa đất. Đao lợi thiên, đao lợi thiên là tầng trời thứ 33 rồi. Đây các tầng trời đây, Dạ ma thiên Yamadeva đâu xuất thiên Tisusita hóa lạc thiên Nismanatrati tha hóa tự tại thiên Parani Mitavasavati tha hóa tự tại thiên là 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 là, là cái cõi cái cõi của diêm cái, cái cõi của ma vương ở đây này cái vị chuyên đi phá chính pháp của người tu hành này phạm chúng thiên này, Brahma Kayati này nó thuộc cõi sơ thiền đây là ba cõi sơ thiền này gồm có đại gồm có phạm chúng thiên brahma Kayika này phạm phụ thiên này brahma purohika này đại phạm thiên này maha brahma này rồi đến ba tầng trời cõi thiền này gồm có thiểu quang thiên này parita ba vô lượng quang thiên này a a quang âm thiên Ba Hasvara. Xong rồi đến thần ba cõi của cõi tam thiền này. Thiểu tịnh thiên này. Parita Subha này. Vô lượng tịnh thiên này. Aparamana Subha này. Thiên tịnh thiên này. Subha Hasna này. Tứ Thiên tam thiên này. Ba cái cõi này. Quảng quả thiên này. Ba Brahvala này. Vô vận, vô ván thiên này. Anabarka này, Phúc Ái Thiên này, Punia Prasava này, Quảng Quả Thiên này, Brahaspala này, gọi chung là Tứ Thiền Tứ Thiên này. Quảng Quả Thiên này, Pratpala này, Vô Tướng Thiên này, hay ngoại đạo Vô Tướng Thiên này, Asashminika này, gọi chung là Tứ Thiền Cửu Thiên này. Vô nhiệt thiên này, Atapa này, thiện kiến thiên này, sutrasa này, thiện hiện thiên này, Sudasana này, sắc cứu cánh thiên này. Akanista ngũ bất Hoàn thiên sắc cứu cánh thiên là có Bồ Tát chuẩn đề ở đây này. Bồ Tát chuẩn đề ngựa ở cái cõi sắc cứu cánh thiên này. Bốn tầng trời vô sắc giới tứ không thiên này, không vô biên xứ này. Akasa natia yatana này. thức vô biên xứ thức vô biên xứ thiên vi na na na, na ti vô sở hữu xứ thiên này akim chaniya yatana này phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên này naiva samiya nasam na yatana đây là sơ đồ của cõi trời cõi trời 8 thập tam là đâu xuất này có trời thứ ba ba này giáo pháp cầu tài như ý của tứ đại thiên vương trình tự tu hành chư phật bồ tát ở giữa tứ đại thiên vương ở bốn xung quanh gia quyến của thiên vương bắc sơ đồ bố trí đàn thành một bước một bày đàn thành trước hết cần phải bày đàn thành tại phật đường hoặc tại một gian phòng sạch sẽ chính giữa là phật bồ tát tại bốn góc của chư phật bồ tát là đàn cúng tứ đại thiên vương cũng có thể sử dụng tranh vẽ để cúng dường. bên cạnh tứ đại thiên vương còn phải bày một vài vị tùy tùng gia quyến sau đó cần chuẩn bị năm loại hương thơm gồm đàn hương cánh kiến long não tô hợp già la hai niệm chú tụng niệm thần chú theo nghi quỹ tu cúng cho đến khi niệm xong thần chú đại bi sau đó lần lượt kết thủ ấn căn bản và niệm mật chú của trì quốc Thiên Vương phương Đông, Tăng trưởng Thiên Vương phương Nam, Quảng Mục Thiên Vương phương Tây và Đa Văn Thiên Vương phương Bắc. Ba Lễ bái kết tụng tâm ấn của tứ đại Thiên Vương, vái về bốn phương, mỗi phương ba vái. 4. Quán tưởng sau khi vái xong, tập trung tinh lực, ngưng tụ tinh thần, hai mắt nhìn chăm chăm vào tranh và tượng, và chủng từ tự chữ phạn của tứ đại thiên vương lần lượt quán tưởng chủng từ tự của các vị thiên vương đông nam tây bắc hóa thành bản tôn thiên vương bước thứ năm tu pháp đặt vài sợi dây màu trắng lên đàn thành tụng niệm thần chú hộ thân của tứ đại thiên vương chừng bảy lần mỗi khi tụng niệm lần lượt thì thắt một gút trên sợi dây tụng niệm bảy lần thì thắt đủ bảy nút sáu tâm chú thiên vương đà la ni chân ngôn như ý Hai tay chấp kiểu kim cương hoặc kết ấn thông tâm của tứ đại thiên vương, tụng niệm chân ngôn như ý tâm chú thiên vương 108 lần. 7. Quán tưởng vỏ ốc biển Cầm một vỏ ốc biển trên tay, quán tưởng rằng miệng vỏ ốc biển to lên nhả ra vô số vàng bạc châu báu, đáp ứng mọi nhu cầu của người tu hành. Nếu như không có vỏ ốc biển, có thể thay thế bằng một hộp gỗ, nhưng phải dùng đàn hương xông qua. 8. Hồi hướng mỗi khi tu pháp xong đều phải chắp tay và vái các thiên vương. chúng ta tiếp tục ban phát nguồn của cải vô tận tỳ sa môn vaisravana tỳ sa thiên vương đa văn thiên vương tỳ sa môn phương bắc là vị thần tài được ưa chuộng nhất trong phật giáo tây tạng được gọi là thần tài hộ pháp hoặc tài bảo thiên vương có thể đem lại cho tín đồ nguồn của cải vô tận Tu luyện theo giáo pháp của Tỳ Sa Môn thành tín tụng niệm thần chú có thể nhận được sức mạnh gia trì rất lớn từ tứ thiên vương, tài bảo và năm lộ thần tài giúp cho sự nghiệp thuận lợi, tiền của sung túc, hiệu nghiệm nhanh chóng. 7. Vị thần tài được ưa chuộng nhất trong Phật giáo Tây Tạng Tỷ Sa Môn Thiên Vương là vị thiên vương tài bào nổi tiếng nhất trong mật tông Tây Tạng, từng phát nguyện tế độ cho tất cả chúng sinh nghèo đói cơ khổ. Thành tâm tu trì giáo pháp này sẽ giúp cho sự nghiệp thuận lợi, tiền của dồi dào, ứng nghiệm nhanh chóng. Đa Văn Thiên Vương, nhiệt thành bảo vệ Phật Pháp, giáo hóa chúng sinh. Đa Văn Thiên Vương phương Bắc, Tỷ Sa Môn, tên tiếng Phạn là Vaisravana, một trong tứ đại thiên vương, là thần hộ pháp của Phật giáo. Đa Văn Thiên Vương cư trú tại phương Bắc của núi Tu Di bộ phận này được hình thành từ mã não nên có tên gọi là sườn pha lê. Trong tứ đại thiên vương, đa văn thiên vương là vị thiên vương thường xuyên xuất hiện một mình nhất và cũng được sùng mộ nhất. Theo truyền thuyết Phật giáo, tỷ sa môn thiên vương rất tích cực bảo hộ Phật Pháp, bảo vệ đạo tràng Như Lai, thường xuyên được nghe Như Lai giảng Pháp nên mới có tên gọi là đa văn, tức là nghe nhiều. Tỳ Sa Môn Thiên Vương không chỉ nhiệt tâm bảo vệ Phật Pháp tại cõi trời, mà còn có mối quan hệ mật thiết đối với tín đồ Phật giáo, đã tu chứng Phật Pháp ở trình độ cao thâm. Bởi vậy, nhiều người nhận định rằng Tỳ Sa Môn Thiên Vương là hóa thân của Đại Bồ Tát để giáo hóa chúng sinh. Tài bảo Thiên Vương của Mật Tông Tây Tạng trong phật giáo tây tạng tỳ sa môn thiên vương không những là vị thần hộ pháp có uy lực vô biên mà còn là một vị bản tôn quan trọng trong pháp môn tăng ích được tôn làm tài bảo thiên vương hoặc thần tài hộ pháp là một vị bản tôn tài bảo rất nổi tiếng kinh điển phật giáo cho rằng tỳ sa môn thiên phương là hóa sinh của phật bảo sinh phương nam phật tử tại gia nếu muốn giải trừ tai ách cầu tài cầu phúc nên cầu xin tỷ sa môn thiên vương gia trì sẽ có được hiệu quả bất ngờ, khiến sự nghiệp thuận lợi, phát triển nhanh chóng, tiền của dồi dào, hiệu nghiệm nhanh chóng. Thân thể của tài bảo thiên vương, từ dạ xoa đến thần tài hộ pháp, thần dạ xoa đến từ Ấn Độ. Tỳ Sa Thiên Vương có xuất xứ từ Ấn Độ, vốn là một vị thần trong thiên thần thoại Ấn Độ, tên là Kubera, có nghĩa là xấu xí, thuộc nhóm thần dạ xoa trong những cuốn sử thi Mahabharata và Ramayana nổi tiếng của Ấn Độ đều xuất hiện thần Tỳ Sa Thiên. Về xuất xứ của Tỳ Sa Môn Thiên Vương, có khá nhiều truyền thuyết, trong đó truyền thuyết phổ biến nhất cho rằng Tỳ Sa là con trai của thần Brahma, vị thần sáng tạo của Ấn Độ, và con bò cái, do bản tính lương thiện không thích tranh giành đấu đá nên bị người anh cùng cha khác mẹ là la sát vương đuổi ra khỏi thành lanca tức sri lanka ngày nay về sau đến sinh sống tại thành khang rinpoche một ngọn núi tại khu vực ngagri tây tạng được coi là núi thánh của phật giáo Kubera tuy bị đuổi khỏi quê nhà nhưng do sự nghiệp tu hành tốt đẹp, lại thêm quá trình khổ tu ngàn năm nên có được thần Brahma ban cho thân bất tử, không những trở thành thần tài mà còn trở thành thần bảo hộ của phương Bắc. Tầm quan trọng của thần Kubera tại Ấn Độ là tương đương với thần đầu voi Ganapati. đến với thế giới Phật giáo khi Phật giáo được hưng thịnh tại Ấn Độ Tỳ Sa môn Thiên Vương thường xuất hiện trong những truyền thuyết về Phật Đà dưới thân Phật Bắc Thiên Vương trong tứ đại Thiên Vương làm nhiệm vụ bảo vệ Phật Đà và Phật pháp Thiên Vương cầm đầu bộ chúng dạ xoa cai quản vùng phía Bắc của núi Tu Di Ngoài ra trong Đại Tập Kinh có viết rằng cai quản thế giới Sa Bà Diêm phủ đề của chúng ta chính là trọng trách lớn lao mà Phật quá khứ, hiện tại và tương lai giao cho tỷ sa môn thiên vương. Tỷ sa môn thiên vương bảo vệ Phật Pháp và thần chiến tranh của Tây Tạng. Cùng với sự truyền bá của Phật giáo, tỷ sa môn thiên vương đã đi từ Ấn Độ đến các vùng Trung Á, Trung Quốc, Tây Tạng và Nhật Bản. Tại Trung Quốc, hình tượng tỷ sa môn thiên vương thường được vẽ tại tường ngoài của chùa Triền với ngụ ý bảo vệ Phật Pháp, chùa Phật. Chỉ có điều người Trung Quốc thường gọi vị thần này là Đa Văn Thiên, Ngoài ra, tại Tây Tạng, tỷ Sa Môn Thiên còn được coi là thần chiến tranh. Tương truyền dưới triều đường Huyền Tông, Thiên Vương từng dẫn thiên binh giáng trần giúp quân đường đánh giặc. Từ đó về sau, khu vực Kustana, Vu Điền của Tây Tạng đã thờ phụng Tỳ Sa Môn Thiên Vương như một vị thờ chiến thần và tin tưởng và tín ngưỡng này hết sức hưng thịnh. Trở thành thần tài hộ pháp của Tây Tạng Phật giáo được du nhập vào Tây Tạng vào khoảng thế kỷ thứ bảy sau công nguyên cùng với sự du nhập của phật giáo tỳ sa môn thiên vương cũng đến cùng với vùng tây tạng chức trách và nhiệm vụ của tỳ sa môn thiên cũng không ngừng tăng thêm đến với vùng tây tạng tỳ sa môn vẫn mang hình tượng của một chiến sĩ uy vũ tay cầm lọng thắng lợi và chuột nhà tiền cưỡi trên mình con sư tử tuyết dùng sư tử làm vật cưỡi chính là một đặc trưng của các thần hộ pháp khi ba vị thiên vương còn lại trong tứ thiên vương vẫn còn là thần hộ pháp thì tỳ sa môn thiên vương đã biến thành vị thần tài hộ pháp của vùng tây tạng có nghĩa là ngoài nhiệm vụ bảo vệ phật pháp thiên vương còn có thêm chức trách cai quản tiền của thế gian lúc này bên cạnh tỳ sa môn thiên xuất hiện tam mã chủ nhưng những tùy tùng cưỡi ngựa được gọi chung là bát tuấn thần tài hai bát lộ thần tài gồm tám vị tướng quân dẫn theo bộ hạ và gia quyến của mình. Từ trên trời họ giáng xuống vô số vàng bạc châu báu, đáp ứng cho nhu cầu tích lũy phúc đức của chúng sinh, làm lợi cho người tu hành. Ngay cả tạng vương cũng phải cầu mong tỷ sa môn thiên phù hộ cho của cải đầy kho và nhân dân an lạc. Pháp tướng của tài bảo thiên vương tài bảo thiên vương toàn thân màu vàng kim có một đầu hai tay tay phải cầm lọng thắng lợi tay trái cầm chuột nhà tiền đầu đội mũ châu báu mình đeo nhiều chuỗi ngọc trang sức có tám tùy tùng cưỡi ngựa theo hầu tám mã chủ cai quản các kho báu của tám phương trời cứu độ cho tín đồ nghèo khổ thiếu thốn giúp họ thoát khỏi đói nghèo tức trợ giúp cho tài bảo thiên vương cứu độ giúp chúng sinh đáp ứng cho những nguyện vọng của họ mỗi vị mã chủ đều có thuộc hạ và gia quyến riêng của mình Long nữ chính là phu nhân của họ. Trong Ấn Độ giáo, long nữ tượng trưng cho phồn thực, sinh sôi. Cúng dường long nữ có thể giúp cho mùa màng bội thu, bởi vậy nên hình tượng cho của cải và sự giàu có. Tỷ sa môn thiên vương thường được tạo hình dưới hình dạng thần vương, mình khoác giáp trụ, đầu đội mũ, mang hình tướng phẫn nộ, tay phải cầm gậy báo, tay trái cầm bảo tháp, toàn thân màu xanh đen, chân dẫn lên hai ác quỷ ngoài tư cách là một vị tứ đại thiên vương, tỷ sa môn thiên vương còn được thờ cúng riêng biệt, cũng do đặc điểm có thể ban phát phúc đức nên cũng trở thành một trong bảy phúc thần của Nhật Bản. Tiếp theo phương pháp cầu cúng tỷ sa môn thiên vương. Nếu muốn nhận được sự gia trì của tỷ sa môn thiên vương, nguyên tắc quan trọng nhất là phải chăm làm các việc thiện phù hợp với chính pháp. Nếu muốn nhận được sự giá trì nhanh chóng hơn nữa, có thể tiến hành cầu cúng căn cứ vào những ghi chép trong kinh điển Phật giáo. 1. Thờ cúng tượng Tỳ Sa Môn Thiên Vương, thường xuyên tụ, thường xuyên tụng niệm Tỳ Sa Môn Thiên Vương kinh, cầu nguyện theo đúng như hướng dẫn trong kinh. 2. Thờ cúng tượng Tỳ Sa Môn Thiên Vương, thường xuyên tụng niệm tâm chú của Tỳ Sa Môn Thiên Vương. 3. Tụng niệm các kinh điển đại thừa như kinh Kim Quang Minh, Đại Tập kinh, Pháp Hoa kinh, nhất là Kim Quang Minh này. Cái Kim Quang Minh chính là kinh ánh sáng hoàng kim, nên quý vị. Do ngài trí quang dịch Việt Nam mình do ngài trí quang dịch là chuẩn nhất. Và khi mà quý vị tụng Kim Cang Kinh ấy, thì các cõi, các cung điện của cõi trời được rực sáng và đặc biệt, cái đặc biệt của Kim Quang Kinh Kim Quang Minh này này, thì khi quý vị tụng kinh này thì quý vị nên thờ tứ đại thiên vương trong nhà, thì cái công lực của nó mạnh lên rất là nhiều lần. Thứ tư có thể thỉnh cầu Thượng sư Đại Đức truyền thụ giáo Pháp tỷ Sa Môn Thiên Vương hoặc thực hiện phép hô ma hỏa hóa tỷ Sa Môn Thiên Vương. Năm, những đạo tràng thông thường đều có thể thờ cúng tượng tỷ Sa Môn Thiên Vương và tôn làm thần hộ Pháp của đạo tràng đó. Hải có một cái bộ hình về bức tượng của bốn vị tứ đại thiên vương theo cái truyền thống của Tây Tạng. Đẹp ơi là đẹp pháp tướng và tâm trú của tỳ sa môn thiên vương. Phúc đức của tỳ sa môn thiên vương nổi danh khắp bốn phương nên có tên gọi là đa văn thiên. Trong mật tông, tỳ sa môn thiên vương được coi là tài bảo thiên vương, có thể đem lại cho chúng sinh nguồn của cải dồi dào. Thành kính tu luyện theo vị bản tôn này sẽ giúp cho sự nghiệp thuận lợi, tiền của sung túc, hiệu nghiệm nhanh chóng. Tiếng Phạn Vaisravana, Vaisra có nghĩa là nhiều, rộng, khắp, tức là đa, vara là đa, à, vara là nghe, tổng hợp Vaisravana có nghĩa là Đa Văn Thiên. Đặc điểm thân hình màu vàng, mũ đầu đội mũ năm Phật hình tướng, gồm một đầu hai tay nét mặt đôn hậu mình đeo nhiều chuỗi châu báu. Pháp khí tay trái cầm chuột nhà tiền đáp ứng cho các nguyện vọng cầu tài của con người, tay phải cầm lọng thắng lợi ngụ ý bảo vệ Phật Pháp chiến thắng tả ma ngoại đạo, tư thế ngồi trên con sư tử tuyết chủng tự của Đa Văn Thiên Vương Chân Ngôn Nama Buddha Nam Vaisravanaya Swaha. Tùy tùng của thần tài hộ pháp Thần tài hộ pháp tỷ sa môn thiên vương thường dẫn theo một nhóm tướng lĩnh thuộc hạ gồm 8 mã chủ, tức 8 vị tướng cưỡi ngựa mang theo những con chuột béo tốt, Tứ đại thiên vương ở trong tư thế đứng và năm lộ thần tài kết thành nhóm, tổng cộng gồm 17 vị. Đây là một con số khá đông đảo. Bắc thiên vương không có nhiều thuộc hạ như vậy. Thần tài hộ pháp tỷ sa môn thiên vương, thần bảo hộ Jambala. Từ Jambala trong tiếng Phạm dùng để chỉ năm lộ thần tài, trong đó có thần tài đen, thần tài vàng, có khi cũng được đưa vào tranh thang ca về thần tài hộ pháp với tư cách là thần bảo hộ. Tám mã chủ, Mã chủ trong tiếng Phạm là Yaxa, vốn có nghĩa là đại lực sĩ, thường được dịch là dạ xoa. Tám mã chủ thường được gọi là tám tuấn thần tài. Bốn vị thần tướng cưỡi ngựa mang theo những con chuột cũng chính là bộ tướng dạ xoa của tỷ sa môn thiên vương. Mỗi người trong họ đều có những tùy tùng và gia quyến riêng của mình. Đây, tám mã chủ. Tám mã chủ còn có Tây, Bắc, Đông, Bắc, Đông, Đông Nam, Nam, Tây Nam. Tứ đại thiên vương và đây, phương Bắc, thần giữ kho đen Kubera, phương Nam, thần giữ kho vàng Khang phương Bắc, thần giữ kho vàng Bảo Tạng Thần Phương, Bảo Tạng Thần, Tây Phương, thần giữ kho trắng Lopu Sunpo, Tây Bắc, thần giữ kho vàng Ardan, Đông Bắc, thần giữ kho trắng Yampu -Chempa. Tây Nam, thần giữ kho đen Chokne, Đông Nam, thần giữ kho vàng Dung Yung Dasem, Tứ đại Thiên Vương khi Tỳ Sa Môn Thiên trở thành bản tôn thần tài, Tứ đại Thiên Vương vốn giữ nhiệm vụ bảo vệ núi Tu Di cũng trở thành tùy tùng của Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Đây là các vị thần tài. Tùy tùng của thần tài hộ pháp. Thần tài phương Bắc Kubera, toàn thân màu xanh đen, tay phải cầm bảo kiếm có thể chặt đứt vô minh tượng trưng cho trí tuệ. Đây thần tài tây bắc Adan tay phải nâng một cây tay phải nâng một cung điện nhỏ tay trái cầm chuột nhà tiền thần tài đông bắc Yampu Chempa toàn thân màu trắng tay phải múa kiếm tay trái cầm khiên thần tài phương tây Lopu Sumpo toàn thân màu trắng tay phải cầm ngọc báu tay trái cầm chuột nhà tiền cưỡi ngựa trắng thần tài phương đông bảo tạng thần Vaisravana, toàn thân màu vàng, tay cầm ngọc như ý và chuột nhà tiền. Thần tài Tây Nam, chọc nhê, toàn thân màu xanh đen, tay phải cầm cây giáo đỏ làm bằng châu báu. Thần tài phương Nam, Khang Va Sumpo, toàn thân màu vàng, tay phải cầm chiếc bình đựng đầy châu báu. Thần tài phương Nam, Khang Va Sumpo, toàn thân màu vàng, tay phải múa cây đao cong. Ở giữa đây là tài bảo thiên vương, vẽ theo kiểu Trung Quốc. Hải nghĩ à, bây giờ chúng ta hãy xin kết thúc video ở đây, bởi vì đọc chúng đọc cũng đã nhiều rồi. Và hôm nay thì Hải muốn khoe với quý vị một số thứ. Hôm nay là Hải đã nhận được Hải đã nhận được uh, quà của ngày hôm ca Rinpoche là bởi vì như quý vị đã biết đấy, Hải đã vì cái biến động chính trị phức tạp của Tây Tạng cho nên là Hải đã không thể đến được. À, à, tu viện của ngày hôm ca cho nên là hôm nay ngày hôm ca đã gửi các anh chị trong đạo tràng gửi quà cho hải và đây là cái cuốn à, tiểu sử của lama sang thì bây giờ đến bây giờ hải vẫn hải mới nhận nó chiều nay thôi à sáng nay thôi và nó còn chưa bóc cái lớp siêu bên ngoài này ra thì hải muốn <laughs> trên đây thì hải cũng muốn bóc ra để xem bên trong cùng với quý vị xem bên trong nó như thế nào ha Xem nào. Đây. sách rất là to thấy là cái màn hình này nó không có quay hết được và kèm theo nữa là một cái khăn kata trắng cộng thêm nữa hải có cái Hải có cái nghi quỹ uh, Ozen Zambala Zambala uh, do có cả chữ ký của ngày hôm ca nữa, ngày hôm ca cũng tặng Hải cái cái đó. Nhưng mà thì uh, Hải nghĩ là uh, cái uh, cái cuốn đó hôm nay vẫn chưa về được bởi vì các anh chị trong Sài Gòn, các anh chị trong Sài Gòn vẫn đang giữ cái cái uh, cái, cái quà đó của Hải bởi vì Hải vẫn còn một cái bảo bình cái bảo bình mà đã đặt từ lâu ấy cái bảo bình là cái bảo bình của đức liên hoa sinh khi chúng ta có cái bảo bình đấy chúng ta có thể hồi phục những cái hư tổn tiền bạc và năm cái đại trong cơ thể của chúng ta thì bởi vì bảo bình không thể chuyển về việt nam cho nên là nó vẫn cứ ở tu viện cũng 3 năm rồi cứ vẫn ở tu viện và cho đến cái đợt đi lần này của hải cũng vì mục đích muốn lấy bảo bình về nhưng nó bị hủy nhưng may mắn là những người đến được nơi vẫn cầm được bảo bình về cho hải Đấy là một điều rất là tuyệt vời Hải cảm ơn mọi người Cảm ơn các cả anh chị trong đạo tràng Mang về Bảo Bình cho Hải Trong đấy có anh Bình Yên Nguyễn Một, một người rất là quan trọng với Hải Ở đây là bên trong của cuốn Đó trời đất ơi đẹp chưa Thật là đẹp phải không Nhưng mà toàn tiếng tạng hết rồi Không có hiểu cái gì hết đấy Đó toàn thiên tạng như mình có thể kỷ niệm đẹp chưa này đức điện hoa sinh đang dạy các đệ tử này rồi đúng rồi đây là cách lama sang sinh ra như nào này đẹp quá trong những bức họa rất là đẹp Ở ngày milarepa này tổ stonkapa này đây là các dòng truyền này Đó. đức liên hoa sinh này tổ stonkapa ngày milarepa này Như đây tổ Atisa Ở à, đây tổ Long Ở à, đây có cả tiếng Anh này Lamasang Sang là một trong những đệ tử của Đức Liên Hoa Sinh Tái sinh trở lại sự rất là có ý nghĩa với hải ừ. Nhìn đâu mà đến cung điện potala thế này à, tượng Yugu yamantaka này đây ghi rõ là yamantaka này anh giả du giả Ngũ trí như lai like. Độ Cộng sản bắt, đấu tố Giam mày vào tù này Cùng với cả Đức Ban Thiền đến Bắc Kinh này Đến Bồ Đề Đạo Tràng này Ở đây không dám ghi cái cuộc gặp Của Đức Đà Lai Lạt Ma không Thật là đẹp Sách đẹp khủng khiếp cảm ơn các anh chị trong đạo tràng và kèm theo nữa là ngày tặng cho hải một khăn kata thật đẹp nhưng mà khăn kata này chắc chắn là hải sẽ dùng để hải bọc cái bảo bình bọc cái bảo bình mà chuẩn bị về và tiện đây hải có cảm ơn một em khán giả em tên là nguyễn nhất nam em đã tặng hải những cái vòng một cái viên di thật đẹp như thế này và trong cái tin nhắn em có em có nói với Hải rằng là cảm ơn Hải, cảm ơn anh Hải đã uh, dành tặng rất là nhiều thời gian bổ ích uh, cho bản thân em và cho mọi người. Hải rất là cảm ơn em. Và cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho Hải trong thời gian qua. Uh, những món quà nhỏ bé uh, nhưng mà chứa đầy cái tình nghĩa của mọi người uh, đối với Hải thật là lớn lao và không bao giờ Hải quên được uh, những cái tình cảm mà quý vị dành cho Hải trong suốt thời gian cũng gần một năm qua hải duy trì phát triển cái kênh đọc sách này dù nó không được liên tục nhưng mà hải hải cũng như là hải đã từng hứa là dù có một người xem thậm chí chỉ còn có một người xem hải vẫn tiếp tục cái kênh đọc sách này của mình hải xin cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh của hải chúc quý vị một ngày an lành cũng như sống trong ánh sáng giáo pháp từ bi của đức phật và hẹn quý vị trong video kế tiếp xin kính chào quý vị